Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bông Kitchen and More. Các bạn ơi, hôm nay Bông sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn cũng khá là thanh đạm và dễ thực hiện nữa, đó chính là món đậu hũ sốt với lại bơ cay. Và nguyên liệu chính gồm có là không thể thiếu, đó chính là đậu hũ, một ít hành lá, một ít ngò thơm, ớt nếu như mà các bạn có thích ăn cay nha. Và ở đây một số những gia vị như là một ít bơ, nước sốt cay của Hàn Quốc, một ít muối, một ít đường, một ít hạt nêm và cuối cùng là một ít nước lạnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái món đậu hũ sốt bơ cay. Và trước tiên là Bông sẽ cắt đậu hũ. Đậu hũ thì các bạn sẽ cắt những cái hình vuông nhỏ nhỏ vừa. Bông sẽ cắt hành lá. Hành lá thì cái cọng đầu các bạn có thể chẻ ra làm đôi hoặc là các bạn để nguyên cũng được. Ở đây Bông sẽ chẻ ra làm đôi cho nó dễ nấu hơn, nó mau chín hơn. Chúng ta sẽ